vừa qua tại các xã trưng chắc và lạc hồng huyện văn lâm các tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện văn lâm và chính quyền địa phương đồng loạt tiến hành kiểm tra phát hiện ba cửa hiệu kinh doanh dịch vụ cầm đồ đang có biểu hiện cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự Kiểm tra cửa hiệu cầm đồ Anh Hùng Phát ở thôn Nhạc Lộc, xã Trưng Chắc do Nguyễn Anh Hùng, sinh năm 1984, ở thôn Nhạc Lộc, làm chủ có một người khách đang nộp tiền lãi cho hai đối tượng được Hùng thuê quản lý cửa hàng là Nguyễn Tiến Sĩ, sinh năm 1997. Ở cùng thôn với Hùng và Dương Mạnh Cường, sinh năm 1991, ở xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, thu giữ hai quyển hợp đồng cầm đồ, số tiền 27 triệu 360 000 đồng, cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ việc cho vay lãi nặng. Kiểm tra cửa hiệu cầm đồ thứ hai của Hùng, mang tên Dịch vụ cầm đồ Anh Hùng Phát cơ sở 2 ở thôn Hồng Cầu, xã Lạc Hồng. Tổ công tác thu giữ 5 quyển hợp đồng cầm đồ, một quyển sổ ghi chép việc vay nợ, số tiền 9 triệu 400 000 đồng, cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Cửa hiệu này do Đỗ Thành Đạt, sinh năm 2001, ở xã Đình Dù, huyện Văn Lâm quản lý. Quá trình kiểm tra cửa hiệu cầm đồ thứ ba tại thôn An Lạc, xã Trưng Chắc do Phạm Văn Hoạt, còn gọi là Năng, sinh năm 1989, ở thôn An Lạc làm chủ. Tổ công tác phát hiện có hai người khách đang trả tiền lãi, tiền vay cho ba đối tượng được hoạt thuê quản lý cửa hiệu, gồm Nguyễn Công Hân, sinh năm 1995, ở thôn Tuấn Dị, xã Trưng Chắc, Nguyễn Hữu Tường, sinh năm 1994, ở xã Tùng Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, Đỗ Đức Tình, sinh năm 1999 ở xã Trưng Chắc. Các đối tượng đã tự nguyện sao nộp các tài liệu ghi chép về hoạt động cầm đồ, cho vay lãi nặng, số tiền 42 triệu 300 nghìn đồng, dao, gậy cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Được biết, lãi suất các đối tượng cho vay tính theo ngày từ 4.000 đồng đến 7.000 đồng 1 triệu đồng một ngày